Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi cuộc tiến công của Ukraine và giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở tỉnh Kursk. Cụ thể ra sao mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Phát biểu tại một hội nghị ở Kiev vào ngày 13 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có 40.000 quân Nga đang chiến đấu ở tỉnh Kursk. Ông Zelensky cho biết theo hướng của SCR, Nga đã bắt đầu cuộc phản công nhanh chóng và họ muốn triển khai khoảng 60.000 đến 70.000 người ở đó. Chúng tôi biết hiện có khoảng 40.000 người ở đó. Họ muốn đạt được những bước đột phá nhanh chóng, họ đang làm vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy thành công nào đáng kể. Theo ông Zelensky, cuộc tấn công của Ukraina vào tỉnh biên giới của của Nga đã làm chậm bước tiến của Moscow ở miền đông Ukraina. Ông Zelensky nói thêm, thành thật mà nói, điều đó đã mang lại kết quả mà chúng tôi mong đợi. Ở khu vực Kharkov, đối phương đã bị chặn lại, tiến độ ở khu vực Donetsk đã bị chậm lại, mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn ở đó. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi Nga tuyên bố giành lại quyền kiểm soát một loạt khu vực ở Kursk và đẩy lùi cuộc tiến công của lực lượng Kiev. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã giành lại 10 khu định cư ở vùng biên giới Kursk trong 7 ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 13 tháng 9 cho biết trong tuần qua các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục hoạt động để hạ gục quân đội Ukraine ở Kursk. 10 khu định cư đã được giành lại trong quá trình hoạt động tấn công, cụ thể là Abanasovka, biakovo, Viznevka, Viktorovka, Vneboye, Gordayevka, Krasnokhti, Apskoye, Obukhovka, Snagos, Vadesjati, Otyap, trong ngày 13 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất 300 quân và 34 xe bọc thép, trong đó có 7 xe tăng. Trong hơn một tháng qua, kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào Kursk, tuần thất của Ukraine lên tới 12.795 quân, 108 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 86 xe bọc thép chở quân, 691 xe chiến đấu bọc thép, 418 phương tiện, 93 khẩu pháo, và 26 bệ pháo phóng loạt, bao gồm 7 hệ thống HIMARS và 5 hệ thống pháo phản lực khác do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 7 radar chống pháo, 2 radar phòng không, 12 thiết bị công trình. Lực lượng vệ binh quốc gia Nga ngày 13 tháng 9 tuyên bố phá hủy 5 cứ điểm của Ukraine ở Kursk, hạ gục 50 quân nhân Ukraine phó tổng cục trưởng, tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm AKMAT, Thiếu tướng Ati Alodinov cho biết lực lượng vũ trang Ukraina đang rút quân từ các hướng để tái triển khai đến Kursk, nhưng lực lượng này đang dần cạn kiệt và phải chịu tổn thất nặng nề. Ông cho biết tình hình ở Kursk vẫn trong tầm kiểm soát của Nga. Ukraina đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 trước sự bất ngờ của Nga và chính các đồng minh phương Tây. Ukraine tuyên bố hiện kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk. Sau hơn một tháng, Nga vẫn chưa thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến công xung quanh thành phố chiến lược Bokrovsk và các khu vực khác của vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tập trung các cuộc tấn công gần thị trấn Krakow bị bao vây, trong khi quân đội Kiev cố gắng giữ vững vòng tuyến tại thời điểm quan trọng của cuộc chiến. Nga cũng tiến về phía trung tâm đường sắt Bokrovsk của Ukraine, cách Kurakhove khoảng 33 km về phía bắc, trong nỗ lực mở ra các tuyến tấn công mới, phá vỡ hậu cần của Ukraine và kiểm soát phần còn lại của khu vực Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quân đội Kiev vì đã giữ vững các vị trí ở Bokrovsk và Kurakov, hai khu vực khó khăn nhất ở mặt trận phía đông. Lực lượng của Ukraine đang bị kéo căng, nhưng quân đội Kiev tuyên bố để lùi 64 cuộc tấn công gần Kurakov trong ngày 13 tháng 9. Đây là cuộc giao tranh dữ dội nhất tại khu vực này trong tháng 9. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đẩy lùi 36 cuộc tấn công gần Bokrovsk trong cùng ngày. Bokrovsk nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác ở vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông, từ đó có thể kiểm soát toàn bộ Donetsk. Thưa quý vị, sau hơn một tháng tiến hành chiến dịch đột kích táo bạo vào lãnh thổ Nga, Ukraine đã đạt được một số bước tiến, trong đó có việc kiểm soát 1.300 km vuông ở biên giới Nga. Nhưng vẫn chưa rõ tác động của chiến dịch này sẽ làm giảm hay gia tăng triển vọng của Ukraine nhằm giành lợi thế trong cuộc chiến với Nga. Một số nhà nghiên cứu có tiếng cho rằng cuộc tấn công Kursk là một thành công lớn của Ukraine. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị xâm nhập với quy mô lớn kể từ Thế chiến thứ hai. Sau hơn một tháng kể từ khi phát động chiến dịch đột kích vào Kursk, Ukraine đã kiểm soát được nhiều khu định cư và tiếp tục hoạt động tấn công. Họ khẳng định sẽ củng cố một vùng đệm có thể phòng thủ được bên trong nước Nga. Cùng chung quan điểm này, một chuyên gia khác của Đại học Warsaw nhận định, ngoài lợi ích về mặt quân sự, chiến dịch xâm nhập Kursk còn là hoạt động mang tính tâm lý để chấn an tinh thần của các binh sĩ Ukraine sau nhiều tháng chiến đấu mệt mỏi trên chiến trường đây là động lực tinh thần mà quân đội ukraine cần sau nhiều tháng nga tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các địa điểm quân sự cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng của ukraine điều đó rất quan trọng nhằm giúp ukraine nâng cao khả năng huy động nguồn nhân lực vốn đang ngày càng trở nên khó khăn hơn một nhà báo quốc phòng đánh giá việc giành được lãnh thổ ở kursk mang lại cho ukraine một con bài mặc cả để tìm cách buộc nga rút khỏi các vùng lãnh thổ của ukraine nhà báo cho hay bằng cách xâm nhập lãnh thổ nga giới lãnh đạo ukraine đã đánh cược một canh mạc lớn mục tiêu cuối cùng của họ có thể không phải là chiếm và sắp nhập đất đai của nga thay vào đó họ muốn tạo ra một tình huống đe dọa đối với quân đội nga buộc điện kremlin phải rút quân khỏi chiến tuyến ở ukraine để đối phó với mối đe dọa này do đó lực lượng ukraine sẽ dễ dàng phòng thủ hơn trên chính lãnh thổ của họ ngoài ra kiev sẽ có một số đòn bẫy trong trường hợp diễn ra các cuộc đàm phán Michael Kaufman, nhà nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Kennedy vì Hòa bình Quốc tế, và Rob Lee, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại lập luận rằng, ngoài việc chứng minh sức mạnh của Ukraine và thách thức Nga, thành công ở Kursk, có thể ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách của Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần. Một trong những mục tiêu của chiến dịch này là khiến phương Tây tăng cường viện trợ và thay đổi các hạn chế về vũ khí đối với Ukraine. Giờ lãnh đạo Kiev cho rằng, Thành công tại Kursk sẽ giúp nới lỏng sức ép của Mỹ, buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Ngoài ra, chiến dịch tấn công Kursk có thể làm thay đổi nhận thức của phương Tây về năng lực của Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích khác lại đưa ra quan điểm trái ngược khi cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Ukraine phải rút quân khỏi Kursk và tái triển khai trở lại ở chiến trường miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang tiến quân đều đặn. Theo báo cáo mới nhất từ Economist, trong hai tháng qua, Nga đã dành hầu hết nguồn lực vào việc tấn công trung tâm hậu cần Pokrovsk ở Donbass, nằm ngay phía tây bắc Kurakove. Trung tâm của cuộc giao tranh đã chuyển đến các thị trấn Ukrainsk và Klanistisnoka, cách Kurakove khoảng 15 km về phía bắc. Nga tuyên bố rằng lực lượng nước này đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Novograska. Thị trấn nhỏ này nằm cách Pokrovsk, một thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine, chưa đầy 9 km, nơi giao nhau giữa các tuyến đường sắt và đường bộ. Quân đội Nga đã tiến nhanh từ phía đông khi họ thực hiện kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas. Nếu lực lượng Nga chiếm được Pokrovsk, họ sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng, cô lập các đơn vị Ukraine đang bảo vệ các khu vực quan trọng khác ở Donetsk. Theo Andrew Latam, thành viên cấp cao tại Viện Hòa bình và Ngoại giao, cảnh báo nếu Ukraine để mất Pokrovsk thì điều này có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền dẫn đến sự sụp đổ hầu như toàn bộ hệ thống phòng thủ của họ tại khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine ở những khu vực này phụ thuộc rất nhiều vào các tuyến đường tiếp tế đi qua Pokrovsk để có được đạn dược, quân tiếp viện và hỗ trợ hậu cần. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến tiếp tế này đều có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng giữ vững vị trí của họ trước các cuộc tiến công của Nga, đồng thời cho phép Moscow giành thêm lợi thế ở miền đông Ukraine và thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Về mặt quân sự, ông là Tham lập luận rằng cuộc tấn công vào Kursk không mang lại bất kỳ lợi ích đáng kể nào cho Ukraine. Thay vì buộc Nga phải rút lực lượng ra khỏi Donetsk, nó đã khiến Ukraine phải chuyển hướng những đơn vị thiện chiến nhất và trang bị tiên tiến ra khỏi các mặt trận quan trọng về mặt chiến lược. Sự thay đổi này không chỉ làm suy yếu thế phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk, mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực, cũng như những thách thức mà lực lượng Ukraine phải đối mặt trong việc giữ vững các vị trí phòng thủ sung yếu. Ông Latham nhấn mạnh, đối với Ukraine, chiến dịch xâm nhập Kursk khiến họ bỏ lỡ cơ hội củng cố các vị trí phòng thủ của mình ở phía đông. Đối với Nga, cuộc tấn công Kursk của Ukraine có thể được coi là một cơ hội lớn vì nó đã khiến Kiev rút nguồn lực ra khỏi các mặt trận quan trọng hơn. Bằng cách duy trì sự tập trung vào Donetsk, lực lượng Nga có thể đã tận dụng lợi thế của họ và tìm cách khai thác điểm yếu của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông, ông Latam nhấn mạnh. Nhà phân tích này nói thêm, việc Nga tiếp tục tập trung vào các mục tiêu chiến lược như Pokrovsk phản ánh một chiến lược rộng hơn nhằm củng cố các lợi ích của họ ở miền đông Ukraine. Nếu chiếm được các trung tâm hậu cần và mạng lưới giao thông quan trọng, Nga sẽ cải thiện đáng kể vị thế, có khả năng mở đường cho những bước tiến xa hơn vào lãnh thổ do Ukraine nắm giữ và dẫn đến sự đột phá quyết định. Để giành lợi thế trong trận chiến ở Kursk, Ukraine đã điều động những đơn vị giỏi nhất và giàu kinh nghiệm nhất của nước này, cùng với lực lượng nòng cốt được triển khai từ lực lượng tấn công đường không tinh nhuệ của Ukraine. Một số đơn vị đã được rút khỏi tiền tuyến ở Donetsk và Kharkov, nơi họ đang chiến đấu chống các đợt tấn công của Nga trong khi những đơn vị khác đóng vai trò là lực lượng dự bị quan trọng để ngăn chặn đà tiến của đối phương. Các chuyên gia Kaufman và Lee lưu ý, cuộc tấn công Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hoặc xóa sổ một số lượng lớn đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí và bị suy giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Theo các chuyên gia này, việc Nga không đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk có thể không phải là dấu hiệu cho thấy sự bất lực mà là một động thái rõ ràng và có chủ đích nhằm đạt được mục tiêu lớn hơn ở miền đông Ukraine. Nga có thể giành lại Kursk mà không gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh cuộc xung đột toàn diện ở Ukraine đang trở thành cuộc chiến tiêu hao, thì Nga vẫn có nhiều cơ hội hơn với nguồn nhân lực vũ khí và công nghệ tốt hơn thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo